Một thành viên nhóm nhạc 1088 công khai mối tình đồng giới sau khi ly hôn vợ, cùng bạn trai chi 2,5 tỷ đồng để nhờ mang thai hộ. Em tôi người béo trắng trắng u nu rất sống con heo. Em ăn một hôm hai con gà quay ba ly trà tắc. Thêm ly xoài lắc rắc rắc ít muối với đĩa dưa leo. Cựu thành viên của nhóm nhạc 1088, Điền Thái Toàn sau khi công khai mối tình với bạn trai đồng giới Ethan Dương đã trải qua những ngày tháng chung sống hạnh phúc. Mới đây, Điền Thái Toàn chia sẻ về nguyện vọng được trở thành những ông bố của anh và người yêu. Theo đó, Điền Thái Toàn và Ethan Dương sau khi bàn bạc đã quyết định chi khoảng 2,5 tỷ đồng để thuê người mang thai hộ. Được biết, phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF và mang thai hộ là hành động hợp pháp ở nước Mỹ. Nhiều cặp đôi hiếm muộn hoặc đồng giới tại quốc gia này cũng thường xuyên sử dụng cách thức trên để sinh con. Để kỷ niệm dịp đặc biệt, Điền Thái Toàn và Ethan Dương vừa tổ chức sự kiện Baby Shower để chung vui cùng người thân, bạn bè ở thành phố Miami, bang Florida. Chia sẻ khi sắp lên chức bố, Ethan Dương cho biết vì là lần đầu nên anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Trong khi đó, Điền Thái Toàn từng làm bố một lần nên cảm thấy thích thú hơn là hồi hộp. Trước khi đến với bạn trai đồng giới, Điền Thái Toàn từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái. Con gái cựu thành viên nhóm 1088 hiện đã 12 tuổi và đang sống cùng mẹ ở bang Texas. Thỉnh thoảng, Điền Thái Toàn và con gái sẽ gặp nhau. Nói về quyết định thuê người mang thai hộ, Điền Thái Toàn và Ethan Dương đã có dự định từ lâu. Bỗng một ngày, có một người phụ nữ gốc Mỹ đồng ý mang thai em bé cho hai người nên cặp đôi nhanh chóng thực hiện nguyện ước. Nếu tính toàn bộ chi phí cho việc mang thai hộ, chăm sóc mẹ bầu, tiền y tế, thì cặp đôi dự đoán số tiền có thể lên đến 3 tỷ đồng. Trước đây, cặp đôi thường dành thời gian đi du lịch, mua sắm sang chảnh nhưng hiện tại họ phải nghĩ đến việc chăm sóc con nhỏ. Có lẽ họ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, bản thân thì tập trung kiếm tiền. Dự kiến em bé của Ethan Dương và Điền Thái Toàn sẽ chào đời vào tháng 1 năm 2024. Trong những tháng này, Ethan Dương dành thời gian cải thiện sức khỏe, tinh thần trước khi chính thức đón con ra đời. Trong khi đó, Điền Thái Toàn chủ yếu chuẩn bị tài chính. Anh chia sẻ việc nuôi con ở nước ngoài không gặp trở ngại nhưng những chi tiêu, chi phí đều cần phải tích góp. Điền Thái Toàn là nam ca sĩ sinh năm 1979. Anh từng thuộc nhóm nhạc 1088 cùng với Nhật Tinh Anh, Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long, Nhất Thiên Bảo. Năm 2006, Điền Thái Toàn sang Mỹ định cư và kết hôn với người phụ nữ là Việt Kiều. Cả hai đã chung sống nhiều năm trước khi quyết định ly hôn. Sau khi dừng hoạt động âm nhạc, sang Mỹ định cư, Điền Thái Toàn chuyển hướng kinh doanh. Sau khoảng thời gian dài ly hôn vợ, Điền Thái Toàn quyết định sống thật với con người mình. Bạn trai của nam ca sĩ kém anh 10 tuổi, sở hữu ngoại hình điển trai và vóc dáng cân đối. Hiện anh và Ethan sống trong căn nhà nhỏ có vườn rộng tại thành phố Miami. Cả hai cùng làm nail, đặt mục tiêu tháng nào cũng được đi đây đó. Theo cựu thành viên nhóm 1088, niềm vui của anh và bạn trai đều đơn giản là tập gym, ăn uống, chia sẻ những câu chuyện thường nhật hoặc cuối tuần làm vườn. Điền Thái Toàn được khen mắt tay khi chăm bón khu vườn xanh tốt, cây sai trái. Nhà sắp có thêm thành viên nên ca sĩ cùng bạn trai Ethan Dương muốn đổi chiếc xe tốt hơn. Họ hướng đến kiểu xe gầm cao, tiết kiệm xăng, phù hợp cuộc sống gia đình. Tại Mỹ, Điền Thái Toàn tốn khoảng 1,3 tỷ đồng cho mỗi chiếc xe, ngoài ra còn chi phí trang bị phụ kiện. Ở Việt Nam, chiếc xe này có giá tham khảo là 4,3 tỷ đồng.